Với chiến thắng trước Barcelona trong trận El Clasico lượt đi với tỷ số 3-1, Real Madrid đã có bước giải đạt không thể hoàn hảo hơn cho cuộc đấu với Mönchengladbach Clubbach ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Thế nhưng, trên đất Đức, thì Roger Zidane lại thi đấu kém thuyết phục hơn kỳ vọng của người hâm mộ và phải vô cùng chật vật mới có thể mang một điểm rời khỏi Borussia Park. Hướng đến mùa giải năm nay, Real từng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu La Liga, cũng được xem như một trong những câu lạc bộ có khả năng đoạt ngôi vương ở Champions League. Dù vậy, kể từ đầu mùa cho đến nay, những gì mà cây cành rắn đã và đang thể hiện thực sự khiến cho các fan của họ phải cảm thấy lo lắng. Ngay trận khai màn, Real bị Sociedad cầm hòa thất vọng ngay tại Alfredo Di Stefano. Sau đó, họ phải rất chật vật mới vượt qua được Betis với tỷ số 3-2 trong bối cảnh đối thủ phải chờ thiếu người 1/3 thời gian trận đấu. Tiếp đón vào đội đội bóng của Zidane không chỉ có thể thắng với tỷ số tối thiểu. Sau trận thắng trước Levante hồi đầu tháng này, Real Madrid đã liên tục gây thất vọng khi bị những đội cửa dưới như Cadiz hay Shakhtar Donetsk quật ngã. Và khi mà họ vừa nhen nhóm hy vọng cho các Madridista với thắng lợi ở siêu kinh điển, thì màn trình diễn đáng quên tại Borussia Park lại khiến cho những ai yêu mến kênh kênh trắng rơi vào trạng thái lo âu và chán nản. Đây chẳng phải là một drama gì cả. Các cầu thủ đã phản ứng lại rất tốt sau khi bị dẫn bàn và kết quả này là minh chứng cho cá tính của đội bóng. Tập thể Real Madrid luôn hướng đến những chiến thắng và chúng tôi không bao giờ hài lòng với một kết quả hòa. Đúng vậy, khả năng kiểm soát của chúng tôi đã không được cụ thể hóa thành bàn thắng trong một vài tình huống. Thế nhưng, dù sao đi nữa, trận hòa này thực sự rất quan trọng với chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục duy trì những màn trình diễn như thế này, Real Madrid đủ khả năng giành lấy mọi thứ. 2020 đã là một năm quá khó khăn với tất cả chúng ta, nhưng riêng hôm nay, chúng tôi có quyền cảm thấy tự hào. Đó là nguyên văn những chia sẻ của Zidane sau trận hòa 2-2 khi được phóng viên của Movistar phỏng vấn. Đúng là khi bị dẫn trước 2 bàn trong suốt 87 phút mà vẫn không từ bỏ, các cầu thủ áo trắng xứng đáng nhận được những lời khen thưởng vì tinh thần sắt đá. Thế nhưng bên cạnh đó, rõ ràng chúng ta chẳng thể làm ngơ trước một sự thật rằng việc chỉ có được kết quả hòa trước một đối thủ với chất lượng nhân sự yếu hơn ở cả ba tuyến thực chất không phải là tín hiệu tốt cho một tập thể nuôi một bá vương. Mà nếu nhìn rộng ra từ đầu mùa giải cho đến giờ, đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid đã hơn một lần bị thách thức khi họ đánh đòi điểm số trước những đội bóng mà ai cũng nghĩ rằng Real Madrid đương nhiên sẽ ăn chắc, đó là Real Sociedad, Cadiz, Shakhtar Donetsk hay mới đây nhất là Mönchengladbach. Câu hỏi được đặt ra bây giờ đó là lý do nào khiến phong độ của Real Madrid phập phồng như vậy? Nguyên nhân đầu tiên, dễ thấy nhất, đó là hàng phòng ngự. Vấn đề mà Real Madrid đang gặp phải, đó là những ngôi sao nơi hậu phương không giữ được sự chắc chắn một cách đều đặn. Trong chiến thắng nhọc nhằn trước Real Betis, Zidane sử dụng bộ tứ quen thuộc Carvajal, Varane, Ramos, Mandy. Và trong một ngày mà cặp trung vệ của họ chơi cực hay, thì hai cánh liên tục để ra những khoảng trống cho El Glorioso có thể khai thác. Trước Cadiz, Varane đã chơi tốt, nhưng đối tác còn lại của anh là Ramos, Marcelo cùng với Nacho đã chơi dở tệ, đặc biệt là Marcelo, cái tên từng bất khả xâm phạm tại Bernabeu. Khi mà Real Madrid đối đầu với Shakhtar Donetsk, Marcelo cùng với Ferland Mendy đã chơi xuất thần, nhưng Eder Militao cùng với Varane đã cho thấy họ chẳng phải là một cặp bài trùng, thậm chí nhà vô địch thế giới còn thực hiện một pha đốt lưới nhà đầy tai hại. Và đừng quên chính Varane cũng trở thành tội đồ, góp phần khiến cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bị Marseille loại khỏi đấu trường Champions League mùa trước. Đến cuộc thua hùng vừa qua với đại diện Bundesliga, một lần nữa người ta phải đặt dấu hỏi về phong độ của Varane. Trong tình huống dẫn đến màn thua đầu tiên, cầu thủ sinh năm 93 đã có một pha đánh đầu rất thiếu an toàn, bóng tìm đến chân của Alassane Plea, người sau đó đã kiến tạo nên Marcus Thuram lập công. Đáng nói hơn, vấn nạn phòng ngự mà Real Madrid đang gặp phải không chỉ xảy ra vì yếu tố con người mà còn đến từ góc độ chiến thuật. Bằng chứng là cả hai bàn thua mà Real phải chịu đều đến từ những pha dàn xếp khá đơn giản của đối thủ. Nếu như hàng thủ có một ngày thi đấu chẳng như ý, thì bên phía trên các ngôi sao tấn công cũng không làm khá hơn. 90 phút đã qua, Real Madrid tung tới 22 cú sút. Tuy nhiên, cho đến trước phút 87, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về phía Mönchengladbach. Với khao khát tìm kiếm chiến thắng ở Champions League, sau khi đã để thua 3 trận liên tiếp ở đấu trường này, bao gồm hai thất bại trước Marseille mùa trước, cũng như trận thua trước Shakhtar Donetsk ngày ra quân, Real Madrid đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, trước một hàng phòng ngự chơi quá kỷ luật, mà đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rose dẫn dắt dàn ra, đội bóng áo trắng đã không thể phô diễn được những đường tấn công có nét, mà thay vào đó là một lối chơi rời rạc và các pha dứt điểm đã đến nhiều hơn từ những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ. Trận này, Vinicius Junior là cái tên sẽ khiến cho các Madridista có một đêm mất ngủ, nhưng là bởi vì quá buồn vì những gì mà anh thể hiện trên sân. Tài năng sinh năm 2000 chơi rất trực diện, nhưng lại tỏ ra thiếu sắc sảo trong khu vực final third. Rõ ràng, dù sở hữu tiềm năng cực lớn, song giống như nhiều cầu thủ trẻ khác, sự ổn định vẫn còn là điều mà Vinicius còn thiếu. Còn về Karim Benzema, dù đã sắm vai người hùng cho câu lạc bộ hoàng gia, song thực tế trước khi phẩm chất của một ngôi sao lên tiếng, những gì mà Benzema cho thấy chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được mà thôi. Mùa trước, tiền đạo người Pháp chơi khá thăng hoa, anh chẳng những là hồng pháo chủ lực của Real Madrid, mà theo một cuộc bình chọn trên Marca, phần đông độc giả tin rằng Benzema thậm chí còn xứng đáng trở thành ngôi sao xuất sắc nhất La Liga mùa trước hơn cả Messi, người đồng thời sở hữu hai danh hiệu vua phá lưới và vua kiến tạo. Dẫu vậy,
Bây giờ thì Benzema lại đang có một khởi đầu tương đối chậm chạp trong mùa giải này. Phải đến tận vòng đấu thứ tư, tài khoản của anh ở đấu trường La Liga mới được mở. Và kể từ đó cho đến phút 87 của trận Montreal-Clabas vừa qua, số 9 của Real Madrid mới lại có thêm một lần nổ súng. Rõ ràng, một thứ giờ đây đang rất đáng lo với Real Madrid. Thế nhưng, không phải là không có những điều đáng để mong đợi. Eden Hazard đã vừa trở lại sau chấn thương, và dù anh chẳng thể hiện được gì quá nhiều trong 20 phút, song đó là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm, bởi cầu thủ người Bỉ đã phải ngồi ngoài suốt một thời gian rất dài. Dẫu vậy, mọi chuyện hoàn toàn có thể khác đi khi mà những lần tiếp theo được Zidane trao cơ hội thi đấu. Hazard sẽ dần lấy lại cảm giác bóng tốt nhất của mình. Đẳng cấp của Hazard là điều chẳng có gì phải bàn cãi khi mà anh đã thể hiện nó một cách đều đặn trong suốt những năm tháng chơi ở Premier League. Real Madrid đã tin vào giá trị của ngôi sao 29 tuổi. Họ đồng ý chi tới 115 triệu euro để biến anh thành một phần của Galacticos, và dĩ nhiên chẳng phải tự dưng mà một trong những đội tuyển trạch hàng đầu châu Âu lại ra quyết định như vậy. Bây giờ, chỉ cần Hazard tìm ra được bản ngã của mình, đó sẽ là cú hích lớn cho đội bóng áo trắng. Một Hazard khỏe mạnh, thăng hoa sẽ không chỉ đem đến cho Real Madrid thêm nhiều giải pháp tấn công, mà sẽ còn tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên tinh thần của toàn đội. Mà yếu tố tinh thần thì tất cả đều đã biết, có đôi khi nó sẽ khiến cho các cầu thủ phô diễn ra được 200% khả năng của mình. Sắp tới, Real Madrid sẽ gặp Huesca trước khi lại phải bắt tay vào giải mã một bài toán khó hơn, Inter. Hy vọng là thầy trò Zidane sẽ giữ vững được tinh thần này, đồng thời giải quyết thật tốt những vấn đề về khía cạnh chiến thuật lẫn con người, để sau trận đại chiến đó sẽ không còn một dấu hỏi nào được các Madridista đặt trong đầu mình nữa.